Chào mừng các cậu đã quay trở lại với Way to Work Cartoon. Nếu như các cậu còn nhớ thì cách đây khoảng 2 tháng, chúng tôi đã có một video tóm tắt toàn bộ Ben 10 Original. Và dĩ nhiên, câu chuyện về cậu bé Ben Tennyson và chiếc Omnitrix vẫn chưa dừng lại ở đó. Chính vì vậy, trong video ngày hôm nay, chúng tôi sẽ tiếp tục đồng hành với các cậu trên hành trình mới của Ben Tennyson trong Ben 10 Alien Force. Và đây sẽ là một video rất dài, thế nên các cậu hãy chuẩn bị sẵn đồ ăn vặt và nước uống để chúng ta có thể bắt đầu nhé. Let's go! Tại hang ổ của DN Alien, Hybrid đã nhận được báo cáo về việc Max Tennyson đang thực hiện các hành động can thiệp vào kế hoạch của mình và ra lệnh trừ khử ông. Cùng lúc đó tại trái đất, Ben Tennyson đang tham gia một giải đấu bóng đá và giành được một chiếc huy chương vàng. Đã 5 năm kể từ những sự kiện của mùa hè năm đó, Ben lúc này đã là một thiếu niên 15 tuổi. Sau khi tạm biệt cô nàng Julie, Ben đạp xe tới chỗ chiếc Rust Bucket để tìm ông nội. Tuy nhiên, vì không thấy ông trả lời, cậu đã quyết định tự lấy chìa khóa để đi vào bên trong và phát hiện nơi này đã bị đột nhập. Một con DN Alien đã tấn công Ben. Tuy nhiên, do cậu đã tháo bỏ chiếc Omnitrix nên chỉ có thể tạm thời bỏ chạy và chờ thời cơ để đuổi con quái vật đi. Sau khi mọi thứ đã ổn, Ben tìm thấy lời nhắn từ ông Max về những hành tung mới của người ngoài hành tinh trên trái đất. Cậu lập tức trở về nhà để kiểm tra chiếc Omnitrix và không khỏi nghi hoặc về ý định của ông nội. Tối hôm đó, Ben đã đến tìm Gwen ở lớp học karate của cô để kể lại mọi chuyện. Cả hai sau đó đã bị tấn công bởi một nhân vật thần bí. Người này sau đó đã tiết lộ mình là Magister Labrit, một plumber đang đi tìm ông Max. Ben và Gwen đã theo ông ấy tới một nhà ga bỏ hoang, nơi mà họ phát hiện Kevin, tổ chức Forever Knights và một nhóm người không rõ danh tính đang giao dịch vũ khí trái phép. Trước sự cản trở của Magister Labrit, chúng lộ diện là các DN Alien. Chúng cùng các Forever Knights đã bao vây ba người họ, thế nhưng xui thay, Omnitrix của Ben lúc này lại không thể sử dụng, nên chỉ có Gwen và Magister Labrit chống trả. Sau một hồi chạy trốn, chiếc Omnitrix bỗng dưng biến đổi và cho Ben những alien mới. Cậu đã biến thành Swampfire để phản công, nhưng vẫn không kịp ngăn cản các Forever Knights cùng đám DN Alien bỏ trốn do sự can thiệp của Kevin. Để có thể tìm được các Forever Knights, Magister Labrit đã đề nghị Kevin hợp tác với họ. Với sự thuyết phục của Labrit và đặc biệt là một chút gì đó từ Gwen, Kevin đã chấp nhận yêu cầu và chở Ben, Gwen cùng với ông Labrit tới lâu đài Forever Knights. Sau khi đột nhập vào bên trong, cả bốn đã đụng độ với một con rồng máy khổng lồ. Cùng với sự truy đuổi từ con rồng, các kỵ sĩ cũng đã phát hiện và tấn công họ. Trong lúc Gwen phòng thủ, Ben đã biến thành alien mới Echo Echo để đánh ngã con rồng, tạo cơ hội cho Kevin, ông Labrit và Gwen thoải mái chiến đấu. Tưởng như mọi thứ đã êm xuôi sau khi Echo Echo hạ gục con rồng, nhưng đáng buồn thay, Magister Labrit đã bị thương nặng và hy sinh. Đó là một sự mất mát lớn, nhưng vì nhiệm vụ vẫn chưa hoàn thành và di nguyện cuối cùng của Labrit, Ben, Gwen và Kevin lại phải tiếp tục lên đường. Với sự dẫn đường của Gwen, cả ba đã đến một khu mỏ bỏ hoang và tìm được căn cứ của đám DN Alien. Ben đã sử dụng chiếc mặt nạ mình tìm thấy để cải trang đưa Gwen cùng Kevin vào sâu bên trong. Sau khi tìm thấy kho chứa vũ khí của chúng, Gwen đã sử dụng phép thuật của mình để phá hủy tất cả những tiếng nổ đã thu hút đám DN Alien tới chỗ họ. Ben biến thành Humongousaur và cùng Gwen với Kevin chiến đấu. Đám lâu nhâu nhanh chóng bị đánh bại, nhưng cả ba lại phải đụng độ với Hybrid. Trước sức mạnh của hắn, Ben đã nhờ Kevin đưa Gwen ra ngoài, còn mình thì tiếp tục chiến đấu. Mặc dù sức mạnh của Humongousaur là rất lớn, thế nhưng nó vẫn không là gì với Hybrid và cậu nhanh chóng bị hắn ta ném ra ngoài. Tàu vũ trụ của Hybrid sau đó nhanh chóng cất cánh rời đi, nhưng Ben vẫn cố gắng bám theo và cuối cùng thì đánh hạ được nó. Dù tiếc là Hybrid đã bỏ trốn thành công. Ben, Gwen cùng Kevin đã quyết định thành lập một nhóm để cùng nhau giải quyết triệt để vấn đề này. Trong khi đó thì tại căn cứ của mình, Hybrid cùng với quân đoàn hơn nghìn DN Alien của hắn đang chuẩn bị cho những kế hoạch tiếp theo. Mấy ngày sau, tại một đồng quê nọ, một cậu bé tên Alan Albright với sức mạnh của Pyro Knight đã gây náo loạn và bị bắt giữ bởi cảnh sát khu vực. Tuy nhiên, nhân lúc cảnh sát sơ ý, cậu ta đã bỏ trốn. Cùng lúc này thì Ben, Gwen và Kevin đã có mặt ở đây để điều tra và phát hiện huy hiệu Plumber của Alan. Họ cũng nhanh chóng tìm được Alan đang ở ruộng ngô trong hình dạng của Pyro Knight. Do hiểu lầm Alan có ý định làm hại các cảnh sát, Ben đã biến thành JJ để truy đuổi cậu. Trong lúc JJ tra hỏi Alan về tung tích của ông nội, mấy người cảnh sát lại đuổi tới, buộc cả hai phải cùng nhau bỏ chạy tới một nhà kho gần đó. Ở đó thì Alan đã kể cho Ben nghe về sức mạnh của mình, về việc mẹ cậu là một người ngoài hành tinh, còn bố cậu là một Plumber, người đã đưa cho cậu chiếc huy hiệu kia. Một lúc sau, Gwen và Kevin lái xe tới chỗ họ. Cả bốn sau đó đã tìm hiểu và phát hiện có những kẻ bí ẩn đang thực hiện một công trình gì đó ở ruộng ngô này. Một tòa tháp lớn sau đó đã mọc lên, khiến cho cả cánh đồng chìm trong băng tuyết. Đúng lúc này thì nhóm cảnh sát đã tìm được họ. Cuộc tranh cãi đã thu hút đám người bí ẩn kia tấn công,
buộc tất cả phải đoàn kết cùng nhau để phản công. Sau khi phát hiện được danh tính của chúng là các DNA alien, Ben, Gwen và Kevin liền bàn bạc phương án giải quyết, nhưng mà xui thay lại bị một tên DNA alien đánh lén. Tất cả mọi người đều bị đóng băng, chỉ trừ Alan. Tuy nhiên, may mắn thay khi cậu nhóc đang bị trúng dồn vào đường cùng, thì Ben trong hình dạng của Swampfire đã thoát được khỏi lớp băng và dùng sức mạnh của mình để đánh gục đám DNA alien. Ben và Alan sau đó đã cùng nhau phá hủy tòa tháp để khôi phục thời tiết ấm áp của đồng quê. Sau khi mọi thứ đã ổn thỏa, nhóm của Ben lại tiếp tục lên đường, còn Alan đã quyết định ở lại quê nhà để giúp cảnh sát bảo vệ nơi đây khỏi những người ngoài hành tinh có thể vẫn đang lẩn trốn. Vào một buổi tối nọ, Kevin đã đi gặp Ajit, một kẻ lừa đảo và cũng là người quen của anh chàng, để hỏi về công nghệ ngoài hành tinh mà mình đang điều tra. Để có được thông tin mình cần, Kevin đã sửa chữa chiếc Rust Bucket của ông Max, cướp đi nó và lái đến cho Ajit. Mặc dù Ben đã biến thành Big Chill đuổi theo sau, nhưng với công nghệ tiên tiến của chiếc RV, cậu đã mất dấu chiếc xe. Tại chỗ giao dịch, Ajit sau khi kiểm hàng đã lật lọng, làm tê liệt Kevin và bỏ chạy cùng với chiếc Rust Bucket. Mặc dù cố gắng để đuổi theo, thế nhưng Kevin vẫn để con chuột xấu xa đó chạy mất, còn mình thì hứng chịu sự tức giận của Ben. Vì trước đó đã lắp định vị vào chiếc xe, thế nên Kevin đã dẫn Ben và Gwen tìm được chỗ của Ajit. Ngay khi thấy được hắn, Ben đã biến thành Eco Eco để đuổi theo. Mặc dù đa số các phân thân của cậu cùng Gwen và Kevin đã bị gai của Ajit làm cho bất tỉnh, Ben vẫn có thể đánh bại Ajit với sóng âm của mình. Trong lúc tra khảo hắn ta, Ben và Kevin đã xảy ra trận tranh cãi dẫn đến việc Kevin bỏ đi và tới căn cứ của Vulcanus. Ở đây, do thỏa thuận thất bại, Kevin đã bị hắn ta lợi dụng. Hắn đã ép cậu hấp thụ một loại tinh thể quý hiếm và biến cậu trở thành một quặng tinh thể vô hạn để khai thác. May mắn là Gwen cùng Ben đã đến kịp thời để giải cứu Kevin. Trong lúc Gwen xử lý đám nâu nhâu, Ben trong hình dạng của Big Chill đã chiến đấu với Vulcanus và đánh bại hắn ta. Sau khi mọi thứ đã ổn, Gwen lo lắng lập tức chạy tới chỗ Kevin và dùng sức mạnh của mình để đưa Kevin trở về bình thường. Cả ba sau đó đã để mặc Vulcanus tiếp tục u mê đống tinh thể của hắn. Còn Kevin thì đưa cho Ben thứ công nghệ mà mình đã bất chấp đánh đổi. Hóa ra, đó lại là một lời nhắn từ ông Max, nhắc nhở họ phải đi tìm những đứa trẻ của các Lumber khác. Và một buổi tối nọ, một nữ sinh bí ẩn đã bị tấn công và rút cạn sức sống. Cùng lúc đó, nhóm của Ben đang nghỉ chân ở một cửa hàng tiện lợi. Trong lúc Ben vẫn mải suy nghĩ về lời nhắn của ông nội, Gwen và Kevin đã có một cuộc nói chuyện về tình cảm của họ. Dĩ nhiên là kết quả không được khả quan cho lắm, bởi Kevin thì mãi không chịu tỏ tình, còn Gwen thì không thể nào kiên nhẫn được nữa. Tuy nhiên, cả hai vẫn tạm gác lại câu chuyện để tiếp tục với nhiệm vụ mới nhận từ ông Max. Trên đường đi, một vụ tai nạn khủng khiếp đã xảy ra khiến cho Gwen, Ben và Kevin buộc phải xuống xe để giải cứu và bảo vệ mọi người. Nguyên nhân của vụ tai nạn là cô nữ sinh tên Gina, không hiểu vì sao lại liên tục đờ đẫn băng qua đường và được cứu bởi một anh chàng thần bí tên là Michael Morningstar. Nhận thấy huy hiệu Lumber trên người Michael, nhóm của Ben đã lập tức tiến tới làm quen. Anh ta sau đó đã dẫn họ tới biệt thự của mình và cho họ xem các thiết bị công nghệ mà anh ta đang sử dụng. Đột nhiên thì một sự cố về điện xảy ra, buộc cả bốn người phải tìm tới nhà máy điện để điều tra. Trước khi rời khỏi biệt thự, Gwen đã để ý đến một dấu ấn bí ẩn mới xuất hiện trên tay của mình. Khi cả bốn đến được trạm điện, các nữ sinh xác sống như đã chờ sẵn ở đó để tấn công họ. Dưới sự dẫn dắt của Michael, họ đã thành công hạ gục được các nữ sinh. Michael sau đó đã mời Gwen đi ăn tối và cô nàng đồng ý. Điều này khiến Kevin vô cùng khó chịu. Để điều tra thêm về anh chàng này, Kevin đã đòi Ben quay lại biệt thự của Michael. Ở đó họ gặp lại Gina và phát hiện ra Michael đã sử dụng phép thuật để thu hút các cô gái hòng chiếm lấy năng lượng từ họ. Cùng lúc này Gwen đã bị hắn ta rút cạn năng lượng. Khi Ben và Kevin tới thì Michael với sức mạnh chiếm đoạt từ Gwen đã trở nên vô cùng mạnh mẽ. Và dù đã cố gắng chiến đấu nhưng cả Ben và Kevin đều thất bại. Tuy nhiên khi Michael đang tự tin với chiến thắng của mình thì Gwen đã lấy lại được sự tỉnh táo và rút đi sức mạnh từ anh ta. Các nữ sinh tội nghiệp sau đó cũng đã lấy lại được sức sống của mình. Và trước khi cả nhóm rời đi, Kevin đã phá hủy huy hiệu Lumber của Michael. Ben, Gwen và Kevin lại tiếp tục chuyến hành trình với câu hỏi vẫn bị bỏ ngỏ, đó chính là bao giờ Kevin mới chịu rủ Gwen đi hẹn hò. Một thời gian sau, Ben, Gwen và Kevin đã đến xem một trận thi đấu quần vợt. Dưới sự cổ vũ từ Gwen, Ben đã quyết định mời Julie đi hẹn hò. Tối hôm đó, cả hai đã tới một hội chợ tên là Pier. Tuy nhiên, trước khi buổi hẹn hò chính thức bắt đầu, chiếc Omnitrix bỗng trở nên kỳ lạ, khiến Ben phải để lại Julie ở đó và tìm cách khắc phục. Trong lúc Ben vẫn đang loay hoay với chiếc đồng hồ, thì một người ngoài hành tinh thuộc loài Galvanic Metamorph đã tấn công cậu bằng cách nhập vào chiếc xe đụng. Sau một hồi bỏ chạy, Ben cuối cùng cũng đã đánh bại được nó để quay lại chỗ Julie. Để trục tội với Julie, Ben đã mua cho cô nàng một chiếc kẹo bông gòn và cả hai tiếp tục buổi hẹn. Tuy nhiên thì chỉ một lúc sau, người ngoài hành tinh kia đã quay trở lại và tấn công họ. Sau khi đưa Julie tới chỗ an toàn, Ben đã biến thành Brainstorm để chiến đấu với nó. Tưởng như đã thành công đánh bại, tuy nhiên thì nó lại một lần nữa quay lại với chiếc đu quay khổng lồ và bắt cóp Julie.
Sau khi biến thành Jay-Jay, Ben nhanh chóng đuổi theo họ và tìm thấy cả hai ở một khu rừng. May mắn thay, Galvanic Metamorph đã không làm hại tới Julie. Tưởng như Julie sẽ sợ hãi trước Ben trong hình dạng Jay-Jay, thế nhưng cô lại cảm thấy việc biến hình của cậu là vô cùng ngầu. Sau khi hiểu được ý định của người ngoài hành tinh, Ben đã giúp nó giải cứu người bạn bị mắc kẹt bên trong. Hóa ra, anh ta tên là Bayzy và con tàu của anh ta đã gặp sự cố. Ben cùng Julie đã giúp Bayzy sửa chữa lại phi thuyền để anh ta có thể trở về nhà. Cuối cùng thì Ben, Julie và Chip đã cùng nhau trở về khi trời hửng sáng. Ở một quán ăn nọ, ông Max, người hiện đang mất tích, đã chạm trán với một DNA alien. Cùng lúc đó, tại bãi rửa xe, Ben và Gwen đã nài nỉ Kevin chở mình đi tìm người anh Ken đang sinh sống ở Santa Mira. Trong lúc đi tìm anh ấy, cả ba đã đụng độ với hai gã DNA alien và sau đó, thông qua lời của một tên, đã phát hiện ra ông Max cũng tới đây để tìm Ken, còn anh ấy thì đang bị giam giữ tại The Hatchery. Xui xẻo thay, Ken đã bị trùng gắn Xenocide, một người ngoài hành tinh ký sinh lên người. Cùng lúc này thì nhóm của Ben cũng vừa tới nơi, còn ông Max thì đã lẻn được vào bên trong. Sau một hồi vật lộn, ông cũng đã tìm thấy Ken. Tuy nhiên, anh đã bị sinh vật ký sinh điều khiển và tấn công lại ông. Sau đó thì các DNA alien đã dẫn ông Max tới gặp Hybrid. Trở lại The Hatchery, nhóm của Ben đã đột nhập được vào bên trong và phát hiện vô số các Xenocide đang được nuôi ấp tại đây. Trong lúc chiến đấu với lũ DNA alien, phát hiện ra một số trong đó là Ken, Ben đã sử dụng chức năng mới của Omnitrix để gỡ con quái vật ký sinh ra. Từ chỗ Ken, Ben và Gwen đã tìm được và đoàn tụ với ông nội. Họ nhanh chóng phối hợp với nhau để ngăn cản kế hoạch của Hybrid. Sau khi phá hủy toàn bộ những chiếc xe dùng để vận tải Xenocide, Ben, Gwen và Kevin cùng với Ken đã đến chỗ Hybrid để yểm trợ ông nội. Và để ngăn cản Hybrid, ông Max đã quyết định hy sinh bản thân để cùng hắn ta biến mất trong vụ nổ Nervoid, để lại những đứa cháu tiếp tục nhiệm vụ đang dang dở. Mấy ngày sau, Ben, Gwen và Kevin đã đến chỗ hồ nước yêu thích của ông Max để nghỉ ngơi. Ở đó, họ đã bắt gặp một người phụ nữ bí ẩn và quyết định theo dõi hành tung của bà ta. Tối hôm ấy, trong lúc ngồi chờ trong xe, Ben và Kevin đã gặp lại bà ta và bị tấn công. Sức mạnh của người phụ nữ này đã nhanh chóng áp đảo cả Kevin lẫn Ben. May mắn thay, Gwen đã tới kịp lúc để giải cứu cho họ. Cuối cùng thì cả ba phát hiện ra bà chính là Verdona, bà nội của Gwen và Ben. Tại nhà của Gwen, gia đình họ đã có một cuộc nói chuyện với bà nội Verdona và bà đề nghị sẽ dạy Gwen trở thành một Anodai triển vọng. Tuy nhiên, khi nghĩ đến việc sẽ phải rời khỏi trái đất, thì Gwen đã chần chừ và bỏ chạy. Sau khi nghe suy nghĩ của Ben và Kevin, Gwen đã quyết định từ chối cơ hội với bà Verdona. Dĩ nhiên là bà vẫn chưa từ bỏ ý định của mình và bộc lộ nguyên dạng của mình trước mặt mọi người. Verdona sau đó đã tấn công Ben và Kevin khi họ định ngăn cản bà. Cả ba nhanh chóng lao vào một cuộc chiến không cân sức với Verdona và dù cho đã cố gắng hết sức thì họ vẫn thất bại trước bà. Lần này, Gwen đã khẳng định lựa chọn của mình một cách chắc chắn hơn với Verdona. Sau một hồi nói chuyện thì bà cuối cùng cũng tôn trọng quyết định của cháu gái và tạm biệt mọi người để trở về hành tinh Andonai. Gia đình Gwen cùng Ben và Kevin sau đó cũng đã cùng nhau đưa bông hoa mà bà ấy để lại tới gốc cây kỷ niệm của hai ông bà. Trở lại với chuyến hành trình, Ben, Gwen và Kevin đã đụng độ với một người máy Tekkaden. Nhờ có Gwen và Kevin câu giờ, Omnitrix đã sạc lại và Ben biến thành cúp để hạ gục gã người máy. Họ sau đó đã cất cánh tay của hắn vào cốp xe và tới quán Mr. Smoothie để nghỉ chân. Ở đó, Ben đã gặp lại hai kẻ bắt nạt là Cash và JT. Do bị Ben làm cho bẽ mặt, Cash và JT tối đó đã lén lút đẩy xe của Kevin đi, vô tình khiến cho chiếc tay máy kia rơi ra ngoài. Hai kẻ bắt nạt sau đó đã bỏ chạy cùng với chiếc tay máy và trong lúc nghịch ngợm thì Cash đã để chiếc tay máy chiếm hữu. Nhận thấy biểu hiện kỳ lạ của bạn mình, sáng hôm sau, JT đã tới gara và kể lại mọi chuyện cho Gwen và Kevin. Kevin đã tự mình đi tìm Cash, tuy nhiên cậu ta với chiếc tay máy đã nhanh chóng hạ gục anh và rời đi. Lúc này Gwen cùng JT đã tìm thấy Ben ở quán sinh tố và dẫn cậu tới chỗ Kevin. Ngay sau đó bọn họ đã tới được chỗ Cash đang làm loạn. Để ngăn cậu ta lại, Ben đã biến thành Chrome Master và sau một hồi chiến đấu, cùng với sự khích bác bên ngoài từ JT, Cash đã trở về bình thường. Mọi người sau đó đã làm hòa với nhau mà vô tình quên mất Kevin tội nghiệp đang cần sự giúp đỡ. Vào những năm 1950, một nhà khoa học tên Paradox đã xây dựng một cánh cổng thời gian nhưng không may đã thất bại và bị nó hút vào bên trong. Trở về với hiện tại, bắt nguồn từ sự kiện đó thì Gwen, Ben và Kevin đã tới nơi thực hiện thí nghiệm năm xưa để điều tra. Ở đây họ đã đụng độ một sinh vật quái dị di chuyển rất nhanh và tàn phá mọi thứ mà nó đi qua. Để tìm hiểu thêm về nó, cả ba đã tìm hiểu về nghiên cứu năm xưa của Paradox và sau đó bắt gặp ông ta đang lảng vảng khắp nơi. Ngay khi họ bắt được ông ta, sinh vật kia đã xuất hiện và vô tình khiến Kevin trở thành ông già. Sau khi cắt đuôi được con quái vật, giáo sư Paradox đã đưa Kevin trở về bình thường và kể cho nhóm của Ben nghe về sự việc năm xưa. Để ngăn chặn con quái vật kia, cũng như nghịch lý thời gian,
Ben đã yêu cầu Paradox đưa họ trở lại thí nghiệm năm xưa. Trong lúc Paradox ngăn cản con quái vật, nhóm của Ben đã đến chỗ thí nghiệm. Nhờ biến thành Humongousaur, cậu đã giúp được Hugo, người cũng chính là con quái vật thời gian kia, và tạo cơ hội để Gwen phá hủy cánh cổng. Khi mọi thứ trở lại bình thường, Paradox cùng nhóm của Ben đã trở về với dòng thời gian đúng của họ. Cuối cùng thì Paradox cùng Hugo của 50 năm sau đã cùng nhau đi du hành thời gian, còn nhóm của Ben lấy lại được chiếc xe nguyên vẹn và tiếp tục hành trình của họ. Tại lâu đài của tổ chức Forever Nine, một sự cố đã xảy ra dẫn đến việc con rồng bị nhốt trong đó trốn thoát. Cùng lúc này, Ben và Gwen đang chơi đùa trong phòng tập thì Kevin tới và thông báo cho họ về sự việc này. Cả ba nhanh chóng tìm tới lâu đài của The Forever Nine và gặp được một cậu thiếu niên. Cậu ta đã kể cho họ nghe đầu đuôi câu chuyện về con rồng. Từ chỗ lâu đài, nhóm của Ben đã cùng anh chàng kia và Connor, vị hiệp sĩ chịu trách nhiệm xử lý vụ việc này, tìm tới chỗ con rồng. Ben đã biến thành Chroma Stone để chiến đấu, nhưng khi cậu chần chừ vì phát hiện ra ý định của nó, Connor đã tấn công cả hai bằng khẩu súng của mình, buộc Gwen phải đánh trạch hướng ông ta bằng phép thuật. Sau khi con rồng bỏ đi, Ben đã biến thành Humongousaur để tra hỏi Connor cùng anh chàng kia về điều mà họ còn đang giấu giếm. Biết được mục tiêu thực sự của con rồng, Ben, Gwen và Kevin đã nhanh chóng tìm đến đó và phát hiện nó là một người ngoài hành tinh đã đến trái đất vì nhiệm vụ nhưng bị các kỵ sĩ bắt giữ. Để con rồng có thể trở về nhà, Gwen và Kevin đã ngăn cản The Forever Nine để nó có thể kích hoạt phi thuyền với sự hỗ trợ của Ben. Con rồng sau đó đã được trở về quê nhà, còn nhóm của Ben lại tiếp tục lên đường mà không hay biết rằng các kỵ sĩ đang chuẩn bị để trả thù họ. Một buổi tối, hai thợ săn DNA Alien là Helen và Manny đã bám theo nhóm của Ben. Để điều tra ba người họ, Manny đã tấn công một chiếc xe chở xăng, buộc Ben, Gwen và Kevin phải xuống xe để xử lý sự cố. Nhân lúc họ không để ý, Manny đã tấn công Kevin bằng chính chiếc xe của anh chàng, còn Helen thì đối phó với Gwen. Mặc dù Ben đã cứu được Gwen bằng Big Chill, tuy nhiên họ vẫn không thể cứu Kevin và cậu đã bị Helen và Manny bắt đến căn cứ của họ. Với sức mạnh của mình, Gwen cùng Ben đã tìm được chỗ của họ. Trong lúc mọi người chiến đấu ở bên ngoài, Kevin đã tìm được cách thoát khỏi lồng giam để chạy ra yểm trợ. Tuy nhiên thì Helen và Manny đã tóm được Ben và ném cậu vào cổng Nervoid. May mắn rằng Ben đã kịp thời biến thành Swampfire để thoát ra và đánh bại Helen và Manny. Sau khi nhận ra mình đã làm sai, hai người họ quyết định sẽ tự mình đi vào Nervoid để giải cứu những người mà họ đã bắt giữ vô căn cứ. Trong lúc nhóm của Ben đang dừng chân ở Mr. Smoothie, họ đã bị bao vây bởi các người ngoài hành tinh thuộc loài Incursion. Sau khi được Ralph, người chỉ huy và cũng là người bạn cũ của Kevin giải thích tình hình, nhóm của Ben đã quyết định sẽ giúp họ đi tìm công chúa Atia đang bị mất tích. Một lần nữa bằng sức mạnh của mình, Gwen đã dẫn mọi người tới chỗ đập nước, nơi mà công chúa đang phải đối đầu với thợ săn tiền thưởng Seven. Trận chiến của họ đã vô tình phá hủy con đập và trong tình thế nguy cấp, Ben đã biến thành Alien X để khôi phục lại mọi thứ. Tuy nhiên thì ngay sau đó, Seven đã bắt được công chúa Artie, còn Alien X thì rơi vào trạng thái bất động. Không có cách nào khác, Ralph đã đưa Gwen, Kevin, Alien X và cả chiếc xe của họ đến chỗ hoàng đế Mileus. Cùng lúc này, Ben đang nỗ lực thuyết phục Bellicus và Serena bên trong Alien X. Ở chỗ Gwen, sau khi phát hiện Mileus không có ý định dừng việc phá hủy trái đất, cô đã cùng Kevin bỏ chạy. Trên đường chạy trốn, họ bắt gặp công chúa Artie và Seven. Hóa ra, cô ta đã lên kế hoạch cho một cuộc đảo chính và bắt giam Gwen cùng Kevin. May mắn là Ben đã thành công thuyết phục Serena và Bellicus để trở lại, biến thành Swampfire và hạ gục đội quân của Artie. Cô ta sau đó đã bị nhà vua tống vào nhà giam. Ông cũng hứa sẽ không phá hủy trái đất nữa và để nhóm của Ben trở về. Sau khi trở về từ phi thuyền của Hoàng gia Incursion, nhóm của Ben đã bắt đầu điều tra hoạt động của The Forever Nine. Khi tấn công một căn cứ nọ, họ phát hiện ra tất cả mọi thứ đều là giả và có cuộc gặp gỡ với Magister Prior Gilhill. Ông ta đã cảnh cáo với họ rằng nếu như họ tiếp tục liên quan tới các công việc của Plumber thì họ sẽ bị bắt tới Nervoid, dù cho có là cháu của ông Max. Ngày hôm sau, cả ba đã dừng chân ở quán Mr. Smoothie. Sự việc hôm qua đã khiến cho tâm trạng của Kevin trở nên không tốt. Cùng lúc đó, trong một hang động nọ, một người đàn ông bí ẩn đã tấn công căn cứ của Hybrid và yêu cầu hắn ta hợp tác để nhốt nhóm của Ben vào Nervoid. Tại gara của Kevin, Hybrid đã tấn công Gwen và Kevin. Ben đã đến kịp lúc trong hình dạng của Humongousaur để cứu họ, thế nhưng lại vô tình rơi trúng vào cái bẫy đã được giăng sẵn. Magister Gilhill nhanh chóng xuất hiện để xử lý việc nhóm của Ben tiếp tục nhúng tay vào công việc của một Plumber. Thế nhưng ngay sau đó, người đàn ông bí ẩn kia đã tấn công tất cả bọn họ và chỉ có một mình Gwen thoát được. Tại căn cứ của gã đàn ông, hắn đã tiết lộ mình chính là Michael Morningstar, hay bây giờ tự xưng là Darkstar. Trong lúc Darkstar đang tra tấn mọi người, Gwen đã trở lại cùng các DNA Alien đang phẫn nộ vì chủ nhân bị bắt giữ. Trong lúc Darkstar xử lý các DNA Alien, Gwen đã chạy đi giải cứu Ben, Kevin và Magister Gilhill. Cả bốn lập tức phản công và nhanh chóng đánh bại được hắn ta. Cuối cùng thì Magister Gilhill đã chấp nhận nhóm của Ben hoạt động như các Plumber ở trái đất,
còn Darkstar thì bị đưa tới Nevoid. Sau khi trở lại, Ben Wen Kevin lại tiếp tục chiến đấu với Hybrid. Trong lúc hắn ta đang cố gắng trốn thoát, Kevin đã vô tình kích hoạt cánh cổng dịch chuyển, khiến cho cả Ben lẫn Hybrid đều bị kéo vào bên trong. Cả hai sau đó đã đến Tura West, một hành tinh sa mạc, và bị một con Dravec tấn công. Sau khi đuổi được con quái vật, để tìm cách trở về, Ben và Hybrid không có cách nào khác ngoài phải đoàn kết với nhau. Sau hơn nửa ngày lang thang trên sa mạc, họ tiếp tục bị tấn công bởi một bầy Dazi Popidate. Vì nóng và không có nước đã khiến cho họ bị kiệt quệ, số lượng kẻ thù lại đông đảo, nên Ben và Hybrid chỉ có thể bỏ chạy. Khi màn đêm xuống, trong lúc nghỉ chân, con Dravec kia đã quay trở lại để tấn công họ. May mắn là nhờ sự nhanh trí của mình, Ben đã đánh bại được nó và cứu được Hybrid. Khi trời hừng sáng, cả hai cuối cùng đã đi tới cổng dịch chuyển. Hành động trượng nghĩa hôm qua của Ben đã khiến cho Hybrid cảm động. Hắn ta quyết định ở lại Tura West và để Ben một mình trở về thông qua cánh cổng. Vào một buổi tối nọ, lâu đài của các Forever Nine đã bị tấn công bởi một người có ngoại hình và có khả năng giống hệt Ben. Ngay sau đó, Wen và Kevin cũng tới nơi, chứng kiến JJ rời khỏi lâu đài và nghe được câu chuyện từ một người kỵ sĩ bị thương. Cả hai sau đó đã tìm đến nhà của Ben để tra hỏi, nhưng Ben lại có bằng chứng ngoại phạm vô cùng hợp lý, đó chính là đang học chung với Julie. Sau đó, vì Julie đã ăn hết khoai tây chiên, Ben quyết định đi mua thêm mà không hề nhận ra, theo sau mình còn có một Ben khác nữa cũng làm điều tương tự. Trong lúc theo dõi Ben, Wen và Kevin vì trông thấy kẻ giả mạo biến thành Big Chill và bay đi nên đã đuổi theo mà không hề biết Ben thật đang ở phía sau bọn họ. Ben cũng đã nhanh chóng biến thành Big Chill để bám theo và tất cả đều đã có mặt ở một lâu đài Forever Nine khác. Sau đó cả Ben, Wen và Kevin đã biết được kẻ có ngoại hình giống Ben kia chính là Albedo, một Calvin tự nhận mình đã tạo ra Omnitrix và đến để lấy lại nó. Tuy nhiên thì việc Albedo nói dối nhanh chóng bị phát hiện và hắn ta đã biến thành JJ để tấn công. Vì Ben có sự giúp đỡ của Wen và Kevin, Albedo đành phải rút lui. Ba người họ cũng lập tức đuổi theo hắn tới một nhà máy. Và trong lúc điều tra, Wen và Kevin đã bị Albedo đánh lén. Ben biến thành Coop và chiến đấu với Albedo. Cả hai tiếp tục biến hình để chiến đấu với nhau, cho tới khi cùng trở về hình dáng con người. Một cuộc va chạm đã xảy ra, khiến hai Omnitrix của Ben và Albedo gắn chặt lấy nhau. Cuối cùng thì cả hai chiếc Omnitrix phản ứng và làm biến đổi hình dạng của Albedo. Ngay sau đó, Asmus cũng đã tới để trừng phạt hắn ta. Dĩ nhiên, một kẻ cứng đầu như hắn thì sẽ không dừng lại ở đó mà sẽ còn quay trở lại để trả thù. Mấy ngày sau, trên đường đi học về, Ben đã bắt gặp một chiếc ô tô mất kiểm soát và biến thành Big Chill để ngăn nó lại. Tuy nhiên khi mọi chuyện kết thúc, Big Chill lại trở nên kỳ lạ và bắt đầu ăn chiếc ô tô kia. Sáng hôm sau, trong lúc Ben đang đánh răng, Wen đã tìm đến Kevin để rủ anh chàng đi hẹn hò. Điều này khiến cho Kevin vô cùng lo lắng và phải tìm kiếm lời khuyên từ Ben. Sau đó, Ben đã đến gặp Julie. Cô đã đề nghị cậu biến hình để tìm hiểu xem Omnitrix đang có vấn đề gì. Tuy nhiên, khi đang biến thành JJ, Big Chill lại chiếm quyền kiểm soát và bỏ đi mất. Khi Julie đuổi theo tới nơi, cô đã thấy Big Chill ăn hết mọi đồ vật kim loại ở quán burger và trốn đi mất. Sáng hôm sau, Ben trở về nhà từ một hoang mạc. Trong lúc cậu giúp Kevin chuẩn bị cho buổi hẹn hò cùng Wen, thì Wen đã gặp Julie và được cô kể cho sự việc hôm qua. Julie sau đó cũng kể lại mọi thứ cho Ben. Tuy nhiên, Ben lại trở nên kỳ lạ và một lần nữa biến thành Big Chill rồi đột nhập vào một nhà máy. Cậu ta đã tấn công các bảo vệ, uống một lượng lớn kim loại nóng chảy rồi bỏ đi trước sự chứng kiến của Julie. Không có cách nào khác, Julie đành phải gọi điện cho Wen và Kevin để nhờ giúp đỡ. Khi cả ba tới nơi, Big Chill trở nên phẫn nộ và tấn công họ. Sau khi đánh gục được Big Chill, Kevin, Wen và Julie đã phát hiện ra Big Chill thực chất chỉ đang xây tổ cho những quả trứng của mình. Những quả trứng đó đã nhanh chóng nở ra các Necrophagian sơ sinh đáng yêu rồi bay đi. Khi Ben trở lại, cậu đã được Kevin cho xem mọi thứ vừa diễn ra. Cuối cùng thì Julie đã chở Ben về để Wen và Kevin có thể hoàn thành buổi khiêu vũ của họ. Vài ngày sau, nhóm của Ben đã trở lại Los Soldes để sửa cánh cổng của giáo sư Paradox. Tuy nhiên một sự cố đã xảy ra, buộc Ben phải biến thành Swampfire và phá hỏng cánh cổng. Để có thể sửa lại nó, Ben Wen đã cùng Kevin đi tìm Cooper, cậu bé ngày trước đã cùng ba ông cháu nhà Tennyson chiến đấu với Negative 10. Sau khi biết Cooper đã bị các DNA liền tấn công, nhóm của Ben đã theo dự cảm của Wen trở lại Los Soldes, nơi mà lũ DNA liền đang ẩn náu để xây dựng một tháp thời tiết khác. Cả ba bí mật lẻn vào tòa nhà nơi mà Cooper đang bị giam giữ và cứu được cậu. Để giúp Ben và Wen xử lý đám DNA liền ở đây, Cooper đã lấy ra một thiết bị giúp họ tàng hình, nhưng nó cũng nhanh chóng gặp trục trặc và tất cả bị phát hiện. Các DNA liền sau đó đã bắt được Wen, Ben cùng Kevin, còn Cooper thì được Hybrid giữ lại để tiếp tục làm việc cho hắn. Nhờ tương kế tự kế, Ben, Wen và Kevin đã thoát ra được khỏi phòng giam để đi cứu Cooper. Sau một hồi chiến đấu, cả bốn đã tới được chỗ thiết bị tạo ra lớp vòng ẩn nấp của đám DNA liền và phá hủy nó. Sau khi họ rút lui thành công, Hybrid đã quay lại. Kế hoạch của hắn vẫn sẽ còn tiếp tục và cần phải được ngăn chặn.
Trong lúc ngăn cản một phi vụ khác của đám DNA Alien, nhóm của Ben đã gặp được Simian, một alien thuộc loài Arachnikim giống Spider-Monkey. Sau khi trở về nhà, Ben, Gwen và Kevin vẫn không khỏi thắc mắc về anh ta. Cùng lúc đó, tại một nhà máy nọ, Simian đã đột nhập để lấy đi một món đồ và may mắn được Ben đến cứu. Cả hai sau đó đã nói chuyện và biết được Simian là một hoàng tử và hành tinh của anh đang gặp nạn. Ben trở về nhà để nhờ Gwen và Kevin cùng mình giúp Simian. Cả bốn sau đó đã đến hành tinh Arachna. Trong lúc Gwen và Kevin xử lý đám robot canh gác, Ben cùng Simian đã lẻn được vào bên trong pháo đài. Với sự giúp đỡ từ Ben, Simian đã tìm được viên pha lê mà mình cần. Tuy nhiên vì lớp bảo vệ, Simian không thể tiếp cận được nó mà phải nhờ Ben sử dụng Chroma Stone để lấy viên pha lê. Cuối cùng thì Simian đã lộ ra mục đích thật sự của mình và tấn công Ben. Hắn ta lấy đi viên pha lê rồi bỏ trốn, để lại nhóm của Ben trên hành tinh Arachna. Tuy nhiên thì hắn ta không ngờ rằng Ben vẫn giữ viên pha lê thật, còn thứ mà hắn mang về trái đất để trao đổi với Hybrid chỉ là một chiếc xịt nhớt. Và dĩ nhiên, kết cục của hắn sẽ chẳng mấy tốt đẹp với Hybrid đâu. Trở lại với The Forever Nine, họ đã bắt đầu kế hoạch để trả thù nhóm của Ben do sự kiện lần trước. Để hoàn thiện cỗ máy của mình, họ đã nhắm đến Chip, người ngoài hành tinh thuộc loài Galvanic Mechamorph từng xuất hiện trong lần hẹn hò đầu tiên của Ben và Julie. Cùng lúc này, Chip đã trở về nhà với Julie. Sau một hồi chơi đùa với cậu, Julie đã tạm biệt Chip để đi cùng Gwen và Kevin. Tuy nhiên thì trên đường đi, họ đã bị một kỵ sĩ tấn công. Hắn ta đã bắt đi Chip khi cậu nhóc đang hợp nhất xe của Kevin. Và sau khi sửa lại được xe của Kevin, nhóm của Ben đã cùng với Julie đi cứu Chip. Vừa lẻn vào được vào bên trong, họ đã bị các Forever Nine tấn công và buộc phải chiến đấu. Trận chiến đã giúp họ tìm thấy lối vào hầm nghiên cứu Joseph Chadwick, kẻ chủ mưu đứng sau việc này. Hắn đã thành công kiểm soát Chip và khiến cậu bé hợp nhất với vũ khí của mình. Trong lúc bỏ chạy, Gwen vô tình bị thương. Điều này khiến cho Ben hoàn toàn tức giận và biến thành Swampfire. Tuy nhiên thì cỗ máy của Joseph Chadwick quá mạnh và nhóm của Ben vẫn bị dồn vào đường cùng. Để dừng lại chuyện này, Julie đã tiến lên để nói chuyện và cảm hóa được Chip. Và với sự giúp đỡ từ Chip, nhóm của Ben đã đánh bại được các Forever Nine và phá hủy phòng thí nghiệm của Joseph. Cả bốn cùng Chip sau đó đã trở về nhà của Julie. Vào một buổi tối nọ, trong lúc cha mẹ của Ben đang trở về nhà, họ đã bắt gặp con trai đang cùng Gwen và Kevin chiến đấu với Hybrid. Ben đã biến thành Swampfire để chiến đấu, nhưng lại bị hắn ta đánh gục và trở về hình dạng người với một bên mắt bị thâm. Khi Ben trở về nhà, cậu đã bị cha mẹ cấm túc vì sự việc này. Mặc dù Ben đã cố gắng trốn đi để hỗ trợ cho Gwen và Kevin, tuy nhiên thì cha mẹ của cậu vẫn luôn bắt được cậu trước khi cậu kịp rời khỏi nhà. Cùng lúc đó, Gwen và Kevin đang gặp khó khăn trong việc chiến đấu với lũ DNA Aliens. Ben đã cố gắng hỗ trợ họ thông qua điện thoại. Tuy nhiên thì cha mẹ cậu một lần nữa phát hiện và lần này họ đã xử lý cậu nghiêm khắc hơn. Tuy nhiên Ben cũng không chịu nhún nhường nữa, cậu đã biến thành Humongousaur và bỏ chạy khỏi nhà. Một lúc sau, Ben đã lên được thuyền của Hybrid và giải cứu Kevin. Humongousaur cùng Hybrid sau đó đã chiến đấu với nhau. Với sức mạnh của mình, Hybrid nhanh chóng áp đảo được Ben. Tuy nhiên, cha mẹ của cậu đã đến để giúp con trai mình với khẩu pháo của Plumber. Sau khi giải quyết được vấn đề với cha mẹ, Ben đã đánh bại Hybrid rồi cùng họ và Kevin trở về. Cuối cùng thì ông Kha và bà Sandra đã chấp nhận để con trai mình thực hiện công việc của một siêu anh hùng. Tại một mỏ khoáng sản, các DNA Alien trong lúc thực hiện việc khai thác đã gặp phải sự cố bởi một người ngoài hành tinh đang bỏ chạy. Nó nhanh chóng tìm tới thị trấn gần đó và gây ra một loạt các sự cố. Điều này khiến cho nhóm của Ben chú ý và quyết định đi tìm hiểu. Theo sự dẫn đường của Gwen, họ đã tìm thấy nó đang lang thang trên một hoang mạc. Ben biến thành Humongousaur và cùng Kevin chiến đấu. Tuy nhiên khi nhìn thấy Gwen, người ngoài hành tinh này đã thấy hình dạng Anodyne của cô nàng và bắt đầu phục tùng. Trong lúc Ben, Gwen và Kevin đang thảo luận, các DNA Alien đã xuất hiện và tấn công họ nhằm đòi lại bộ máy bị đánh cắp. Cuộc giằng co diễn ra vô cùng căng thẳng, nhưng nhóm của Ben đã thành công giữ được thứ kia. Cả ba đưa con quái vật tới một nhà kho và trông chừng nó tới sáng hôm sau. Biết rằng họ cần phải đưa người ngoài hành tinh này về với gia đình của nó, nhóm của Ben đã dẫn nó trở về hang động nơi mà nó chạy trốn. Tại đây, họ vô tình phát hiện ra đám DNA Alien và Ben đã biến thành Chroma Stone để đánh đuổi chúng. Sau khi đám DNA Alien rời đi, Kevin đã giúp người ngoài hành tinh kia giải cứu cha mẹ của nó đang bị giam giữ. Sau khi nghe được câu chuyện từ họ, nhóm của Ben đã giúp họ trở về quê nhà sau hơn 50 năm mắc kẹt dưới lòng đất. Trong lúc đang nghỉ ngơi ở nhà, Ben, Gwen và Kevin đã nhận được lời cầu cứu từ Helen. Để giúp cô, Gwen và Kevin đã giúp Ben tiến vào New Void. Ở đó, cậu đã cứu được một người ngoài hành tinh tên là Surf khỏi đám quái vật và gặp lại Helen cùng Manny. Tuy nhiên, một kẻ thù nguy hiểm đã xuất hiện và tấn công họ. Helen và Manny đã bị hắn ta đánh bại, còn Ben trong lúc tìm cách giúp đỡ đã khiến cho dây cáp kết nối mình với thế giới bên ngoài bị đứt. Khi Manny và Helen đang gặp nguy hiểm, Ben đã kịp biến thành Brainstorm để hỗ trợ họ. Sau đó thì cậu phát hiện ra
kẻ thù trước mặt mình là Devoid và cũng là kẻ thù cũ, Dr. Animal, sau khi hắn ta chiếm được quyền kiểm soát các nơi Guardian. Sau khi cứu được Helen và Manny từ tay Devoid, Ben đã được họ đưa trở về căn cứ và nghe được mọi chuyện. Cậu sau đó đã gặp Pierce và được anh ta dẫn tới gặp Grange, thủ lĩnh của nhóm Helen và cũng chính là ông nội của cậu. Sau khi hai ông cháu đoàn tụ với nhau, họ đã cùng Helen, Manny và Pierce cùng những cư dân còn sót lại ở New Void lên kế hoạch để ngăn cản Devoid. Trận chiến diễn ra vô cùng khốc liệt, tuy nhiên Devoid quá mạnh để Ben có thể đánh lại. May mắn thay, Ben đã để ý được nguồn sức mạnh của hắn ta và biến thành Big Chill để phá hủy nó. Các New Guardians nhanh chóng thoát khỏi sự kiểm soát của Devoid, còn hắn ta thì bị ông Max đánh bại. Ngay sau đó, Gwen cũng mở được một cánh cổng để cứu Ben. Tuy nhiên, ông Max vì còn công việc ở New Void nên không thể đi cùng cậu. Ben tạm biệt ông để trở về trái đất cùng với Gwen và Kevin. Một thời gian sau, trên đường cao tốc, một người đàn ông tên là Tyler đã phát hiện ra căn cứ của Hybrid và tìm cách chạy trốn. Anh ta ngay sau đó đã tìm đến đồn cảnh sát để kể lại mọi chuyện, nhưng chẳng ai tin. Ngay sau khi Tyler bị bắt giam, mấy người cảnh sát cũng để lộ thân phận là các DNA liền và tấn công anh ta. Sau khi chạy thoát được, Tyler may mắn gặp nhóm của Ben đang đi qua đó và được họ giúp đỡ. Sau đó, cả bốn đã có một cuộc trò chuyện với nhau. Theo lời của Tyler, nhóm của Ben đã cùng anh ta tới chỗ chiếc xe gặp tai nạn để tìm thiết bị công nghệ mà đám DNA liền đang nghiên cứu. Ở đây họ đã bị mai phục, nhưng may mắn đánh bại được chúng. Sau khi đám DNA liền rút lui, nhóm của Ben đã phát hiện ra Tyler thực chất là một DNA liền. Sau cùng thì tất cả trí nhớ của anh ta đã trở lại và nhóm của Ben hiểu rằng họ cần phải trở lại Lost Soldiers vì kế hoạch của Hybrid. Tuy nhiên thì chưa kịp đi, đám DNA liền cùng Hybrid đã quay trở lại để tấn công họ. Chúng đã lấy lại được thiết bị của mình và rời đi bằng phi thuyền. Cuối cùng, để giải thoát Tyler khỏi hình dạng quái dị, Ben đã sử dụng chức năng của Omnitrix để tháo con Xenosai ra khỏi Tyler. Tất cả quyết định sẽ cùng nhau ngăn chặn kế hoạch của Hybrid. Ở bên ngoài không gian, hàng loạt các phi thuyền của Hybrid đang đổ bộ lên hành tinh Calvin. Trước tình hình đó, Paradox đã đến để đón Asmuth rời đi. Cả hai dịch chuyển tới chỗ Ben và thông báo lại tất cả mọi chuyện cho nhóm của cậu. Để ngăn chặn kế hoạch của Hybrid, Gwen, Kevin và giáo sư Paradox đã đi tìm những đứa trẻ Plumber để kêu gọi sự giúp đỡ. Trong lúc đó, Asmuth đã ở lại để nói chuyện với Ben. Sau khi gặp được Alan, Cooper, nhóm của Gwen đã tìm tới người cuối cùng là Darkstar và trở về với Ben. Julie cùng Ship sau đó cũng tới để giúp đỡ họ. Một liên minh đã được thành lập và tiến đến Lost Soldiers để ngăn cản Hybrid. Trong lúc mọi người chiến đấu với các DNA alien, Ben trong hình dạng của Cannonbot đã sử dụng chức năng của Omnitrix để đưa các DNA alien trở về hình dạng thật của họ. Tuy nhiên, điều này đã khiến cậu kiệt sức. Nhưng may mắn thay, những gì Ben vừa làm đã giúp Cooper nảy ra ý tưởng mới và tạo ra những khẩu súng có thể đưa các DNA alien trở về nguyên dạng. Với nó, liên minh của Ben đã tiếp cận được cánh cổng không gian của Hybrid. Vì đã tấn công hết sức mà nó vẫn không xi nhê, Ben đã biến thành Webig để phá hủy cánh cổng nhưng chậm mất một bước. Nó đã được kích hoạt và hàng loạt các tàu chiến thông qua đó đã đến được trái đất. Biết rằng chỉ có thể đánh bại Hybrid để ngăn chặn cuộc xâm lăng này, Ben đã nhờ Kevin cùng Gwen chở mình tiến vào tháp chỉ huy. Cả ba đến được căn cứ của Hybrid và giao chiến với hắn. Tuy nhiên, không chỉ có một Hybrid ở đây. Trước sức mạnh áp đảo, Kevin đã bị tên Hybrid thứ hai đánh gục. Để bảo vệ em trai của mình, Gwen đã bộc phát sức mạnh và đạt được hình dạng Anodyne. Tuy nhiên, vì cô ấy có thể sẽ không kiểm soát được nó, Kevin yêu cầu cô dừng lại và để Ben tìm cách giải quyết. Ở phía Ben, cậu đã đánh bại được gã Hybrid đầu tiên bằng hạt giống của Swampfire. Từ chỗ hắn ta, Ben, Gwen và Kevin biết được chỉ có Hybrid Supreme mới có thể ngăn chặn cuộc đổ bộ. Ngay sau đó, Helen, Manny, Pierce và ông Max đã trở về từ New Void để hỗ trợ. Trong lúc mọi người ở lại xử lý đám DNA alien, Ben, Gwen và Kevin đã cùng Asmuth và Ship vượt qua cánh cổng không gian để tìm Hybrid Supreme. Tuy nhiên, khi đến được hành tinh Ostaka, họ đã bị bắt lại. Ngay khi Ben tỉnh lại, cậu đã biến thành Human Cursor để giải thoát mọi người. Tất cả cùng nhau đến chỗ các Hybrid Supreme để đề nghị thu hồi hạm đội. Khi được nghe về mục đích và vấn đề giống nòi của loài Hybrid, Ben đã sử dụng Omnitrix để giúp họ sửa chữa lại gen di truyền và trở về hình dạng thuần chủng. Trước sự sửng sốt của hội đồng Hybrid tối cao, Rennie, Hybrid đã được cảm hóa bởi Ben đã xuất hiện và thuyết phục họ. Các Hybrid Supreme sau đó đã trao quyền tối cao cho Rennie để ông ta thu hồi hạm đội tại trái đất. Cuối cùng, tất cả đoàn tụ với nhau ở trái đất và bắt đầu lại cuộc sống của họ. Trên một hành tinh đổ nát, Tini, một thành viên của nhóm Galactic Enforce, trong lúc giải cứu đồng đội, đã bị Vilkas tấn công. Antimos sau đó cũng tới để yểm trợ nhưng đã bị đánh bại. Đội quân của Vilkas đã rút cạn năng lượng từ Antimos để truyền cho hắn ta, biến hắn trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Cùng lúc đó, ở trái đất, Gwen và Kevin đang phải chiến đấu với một người ngoài hành tinh tên là Serpent.
Ở phía bên, cậu lúc này đang nhàn nhã xem TV, thì đại sứ Lukic đã xuất hiện để trao thưởng về việc ngăn chặn Hybrid. Ngay sau khi nhận được điện thoại của Wen, Ben đã tới để hỗ trợ và cả ba đã đánh bại được Serpent. Trên chiếc West Bucket, ông Max cùng các Young Plumber đã nhận được tín hiệu về sự xuất hiện của Vilcax. Họ nhanh chóng tới đó để ngăn chặn hắn ta. Tuy nhiên, tất cả đều đã bị đánh bại. Mục tiêu của hắn ta không phải là họ, mà là Ben Tennyson. Trong lúc Ben, Wen và Kevin đang dành thời gian ở Mr. Smoothie, ông Max đã gọi điện để báo cho họ về sự trở lại của Vilcax. Trước sức mạnh mới của Vilcax, Kevin và Wen đã đưa Ben về nhà để hack Omnitrix và mở lại chế độ Master Control. Ngay khi cỗ máy của Kevin tác động lên Omnitrix, Asmus đã xuất hiện và nhắc nhở Ben về con đường của anh hùng cũng như sức mạnh của Omnitrix. Trước sự cứng đầu của anh chàng, mọi thứ dần mất kiểm soát và Omnitrix vô tình phát nổ, chôn vùi cả Ben, Wen lẫn Kevin trong đống đổ nát. Sau khi ra khỏi đống đổ nát, Wen và Ben đã trông thấy các alien là Chromastone, Spider Monkey và Goop đã thoát khỏi Omnitrix. Ngay sau đó, Kevin ngồi dậy và bị sốc bởi cơ thể của mình đã trở nên dị dạng. Asmus một lần nữa xuất hiện và cảnh báo Ben về việc phải tìm lại các alien đã bỏ chạy trước khi quá thời hạn 24 giờ. Trước tình hình đó, Ben, Wen và Kevin đã bắt đầu lên đường và tìm thấy Chromastone ở hội chợ Pier. Sau một hồi chiến đấu, với đòn chí mạng từ Kevin, Chromastone đã bị đánh bại và trở lại Omnitrix. Sau đó, họ tiếp tục lên đường để tìm kiếm alien thứ hai và đụng độ với Spider Monkey khi đang băng qua một cánh rừng. Ben đã biến thành Brainstorm để chiến đấu và cuối cùng đã may mắn thu phục lại được Spider Monkey. Sau khi xác định được vị trí của Goop, cả nhóm lại tiếp tục lái xe tới và chui xuống một đường cống ngầm. Dưới đây, Goop đã đánh lén Ben và dù cho cậu ấy có biến thành Swampfire, sự khôn ngoan của Goop vẫn khiến cho Ben phải khó khăn lắm mới thu phục được. Sau khi cả nhóm đã thành công bắt lại Goop, Ben quyết định sẽ để Kevin và Wen đi tìm nhốt Waybig, còn mình thì sẽ tới chỗ Vilcax để quyết đấu. Sáng hôm sau, Ben đã có mặt tại điểm hẹn bằng JJ. Cả hai nhanh chóng lao vào chiến đấu. Trước sức mạnh khủng khiếp của Vilcax, Ben hoàn toàn yếu thế dù cho đã thay đổi sang cả Big Chill và Humongousaur. Ngay khi Humongousaur bị đánh gục, Wen cùng Kevin đã kịp mang Waybig tới cho Ben. Tuy nhiên, thay vì biến thành Waybig thì Ben lại biến thành Chromastone. Trước sự chứng kiến của Wen, Kevin và ông Max, Vilcax đã chém tan Chromastone và vô cùng ngạo nghễ trước chiến thắng của mình. May mắn thay, khi Omnitrix chuẩn bị rơi vào tay Vilcax, nó đã tái tạo các mảnh vỡ của Chromastone và biến Ben thành Diamond Head. Với những khả năng mới của Diamond Head, Ben nhanh chóng có lợi thế hơn so với Vilcax và một lần nữa đánh bại hắn ta. Như đã hứa, Vilcax đành phải rời khỏi trái đất và thề rằng sẽ tiếp tục trở lại để trả thù. Sau khi được ông Max đảm bảo về việc danh tính sẽ không bị lộ, nhóm của Ben lại một lần nữa tiếp tục hành trình bảo vệ trái đất của họ. Trên một đoạn đường nọ, người đàn ông tên Doug trong lúc làm việc thì gặp phải một cuộc đổ bộ của các quái vật khổng lồ bên dưới lòng đất. Ben, Wen và Kevin sau đó đã có mặt ở đó để quan sát tình hình. Do Ben không thể biến hình và các quái vật bắt đầu chạy loạn, Kevin đành phải lao xuống để tìm cậu. Tuy nhiên, do cơ thể đang là đá, Kevin đã bị một con quái vật trong đàn tấn công, buộc Wen cũng phải tham gia hỗ trợ. May mắn thay, Ben đã kịp biến thành Brainstorm để ngăn chặn chúng. Sau khi mọi chuyện xong xuôi, cả ba nói chuyện với ông Max và bắt đầu lái xe đi tìm hiểu nguyên nhân sự việc. Bên trong hang động, họ đã phát hiện ra hàng loạt các thùng thuốc nổ và bắt giữ được một người ngoài hành tinh tên là Moldy Wolf. Từ chỗ ông ta, cả nhóm phát hiện ra Vulcanus cùng kế hoạch phá hủy lõi trái đất của hắn ta. Trong lúc Wen và Kevin đối phó với đám lâu nhâu và mấy chiếc máy, Ben đã biến thành Spider Monkey và tấn công Vulcanus. Mặc dù đã đánh bại được Vulcanus, tuy nhiên hắn đã kịp bỏ trốn và kích hoạt quả bom. Cuối cùng thì bằng JJ, Ben đã cho nổ quả bom trước khi nó kịp phá hủy lõi trái đất. Cậu cùng Wen, Kevin và Moldy Wolf cũng nhanh chóng rời khỏi hang động đó trước khi nó kịp phát nổ. Mấy ngày sau, ở một vùng quê nọ, hàng loạt quái vật đã đổ bộ xuống trái đất và được chào đón bởi các người dân nơi đây. Cùng lúc này, nhóm của Ben cũng nhận nhiệm vụ tìm kiếm alien mất tích từ chỗ ông Max và lái xe tới thị trấn Walton. Trên đường đi, họ bắt gặp một khu vực đã bị phá hủy với hàng đống vụn vàng rơi vãi. Sáng hôm sau, cả ba đã đến được thị trấn và được chào đón bởi thị trưởng Coleman. Trong quá trình điều tra, nhóm của Ben đã gặp đám người ngoài hành tinh gặm nhấm tối qua và biết được chúng tới đây vào sự kiện bỏng ngô mỗi 17 năm. Để ngăn chặn chúng phá hoại, Ben đã biến hình và cùng Kevin khống chế chúng. Tuy nhiên, thị trưởng Coleman lại thả chúng ra. Cậu bé Ock, người đã báo cáo về việc bạn mình mất tích, đã thử hỏi ông ta về người bạn Deka, nhưng câu trả lời của thị trưởng lại vô cùng kỳ lạ. Khi ông ta trở về, hóa ra ông ta chính là kẻ đã bắt nhốt Deka nhằm kiếm vàng trả nợ. Tối hôm đó, trong lúc điều tra, Wen đã dùng năng lực của mình và tìm được vị trí của Deka. Nhóm của Ben cùng Ock nhanh chóng tới đó và bị thị trưởng Coleman tấn công.
Sau khi Ben khống chế ông ta bằng gúp, Op đã phát hiện ra Decca đã bị cho ăn thịt và điều này là không được với giống loài của cậu. Cả bọn ngay sau đó chạm trán Decca khổng lồ đang bị mất kiểm soát ở bên ngoài nhà kho. Dù cho Ben đã cố gắng giữ cậu ta bằng Big Chill, Decca vẫn chiến thắng và bỏ đi. Để ngăn chặn cậu nhóc này tiếp tục làm loạn, nhóm của Ben cùng Op đã lần theo dấu vết của Decca tới một nhà máy điện. Sau khi Op thuyết phục Decca không thành, Ben đã nảy ra một ý tưởng và biến thành Eco Eco. Cậu liên tục phân thân để Decca ăn các bản sao của mình cho tới khi cậu nhóc nôn hết mọi thứ ra và trở về bình thường. Cuối cùng thì Decca và Op đã trở về hành tinh của mình, còn thị trưởng Coleman bị bắt giữ. Kevin sau đó đã chịu nói chuyện tử tế với Gwen và tặng cho cô một mặt dây chuyền có ảnh cả hai khi mà Kevin chưa bị biến dị như lúc này. Trong lúc Gwen và Kevin đang ở quán Mr. Smoothie, Ben cùng Chip đã đến gặp họ và nói với họ về lời nhắn mà cậu vừa nhận được từ một cô bé tên là Property. Cả nhóm sau đó đã bay đến hành tinh của Property bằng Chip để giúp cô bé ngăn chặn chiến tranh ở nơi này. Sau khi đến nơi, họ đã bị tấn công bởi hai lực lượng quân đội màu đỏ và xanh dương. Mặc dù Ben đã cố thuyết phục họ trong hình dạng của Jay-Chay, tuy nhiên thủ lĩnh của bên đỏ lại không chấp nhận và yêu cầu bắt giữ Ben. Để chống lại họ, Ben đã biến thành Lost Star và lấy đi toàn bộ vũ khí. Trong lúc Ben nói chuyện, Kevin đã đi lang thang và gặp lại Ajit. Tưởng như mọi thứ đang ổn định, quân đội xanh dương bỗng dưng tấn công Ben và biến thành Spider-Man Key để cản họ. Xui xẻo thay, cậu đã bị đánh bại và bắt giữ. Cùng lúc này thì Kevin đã hợp tác với Ajit và bán vũ khí cho hai bên quân đội. Ngay trước khi Spider-Man Key bị xử bắn, Gwen và Property đã kịp thời cứu cậu. Tất cả cùng nhau tiến đến nhà ăn để tiếp tục nói chuyện và Ben đã đưa ra một phương án để hai bên dừng chiến. Ben cùng Property đã có mặt trong cuộc họp giữa hai phe xanh và đỏ. Mặc dù đã ngăn được hai vị thủ lĩnh tranh cãi, Ben vì không hiểu văn hóa của cư dân nơi này đã vô tình chọc giận thủ lĩnh xanh dương và chiến tranh một lần nữa nổ ra. Trước tình hình hiện tại, Ben đã bắt cóc hai vị thủ lĩnh và buộc họ phải suy ngẫm về hành động của mình. Tối hôm đó, cả hai đã đoàn kết với nhau để tấn công Ben và trở lại lãnh đạo cuộc chiến. Trong khi hai bên tiếp tục chiến đấu, Ben xuất hiện trong hình dạng của Waybig để ngăn cản họ, vô tình làm vỡ bức tượng Javin và trở thành mục tiêu mới của hai bên quân đội. Cuối cùng, cả hai bên quân đội đã hợp nhất với nhau để tiêu diệt Ben. Ben, Gwen và Kevin nhanh chóng rời khỏi hành tinh đó bằng ship trước sự truy đuổi của quân đội tím. Một buổi tối nọ, trong lúc Julie đang chơi đùa cùng ship ở ngoài sân, hai anh em Octagon và Rhomboid đã tấn công họ. May mắn thay, Ben đã tới kịp lúc bằng Jay-Chay và giải cứu họ. Sau khi đánh đuổi được hai anh em Riddle bằng Eco Eco, Ben đã đưa Julie cùng ship tới chỗ Kevin để giải quyết vấn đề. Trong lúc Ben và Kevin ra ngoài không gian để tìm toán tối cao, Gwen, Julie và Chip đã đến quán Mr. Smoothie và một lần nữa đụng độ hai anh em Riddle. Chip trong lúc sợ hãi đã kết hợp vào Julie và tạo ra một người máy chiến đấu để tấn công ngược lại Octagon và Rhomboid. Lúc này ở tòa án, Ben và Kevin đã gặp Bazzi, người đang ở đây để đòi lại Chip sau khi biết cậu nhóc đã tham gia cuộc chiến lừng lẫy với Hybrid. Ở trái đất sau một hồi chiến đấu, Gwen đã phát hiện ra cách để khiến hai anh em Riddle phân tâm. Nhân lúc này, cô đã cùng Julie và Chip chạy trốn. Mặc dù sức mạnh của Chip trên Julie là vô cùng lớn, hai anh em Riddle vẫn vô hiệu hóa được Chip bằng thiết bị của mình và đe dọa Gwen, buộc cô phải để họ rời đi cùng Chip và Julie. Ở tòa án, Ben và Kevin đã thuyết phục được thành công Dormstore và giao dịch của Bazzi với hai anh em Riddle bị hủy bỏ. Hai anh chàng trai nhanh chóng đưa Bazzi trở về trái đất để ngăn cản Octagon và Rhomboid. Mặc dù hai anh em đã cố gắng phản công để bắt Julie cùng Chip đi bán, thiết bị vô hiệu hóa đã hết tác dụng, buộc họ phải chạy khỏi trái đất. Cuối cùng thì Bazzi đã chấp nhận để Chip ở lại với Julie. Mấy ngày sau, Ben trong hình dạng của Spider-Man Key đã có một trận chiến với Sander, một thợ săn tiền thưởng đang theo đuổi chiếc Omnitrix. Xui xẻo thay, Ben đã không thể trốn thoát được hắn và bị đưa đến Nervoid trong tình trạng mất đi bên tay đang đeo Omnitrix. Trong lúc Ben chật vật với đám quái vật ở Nervoid, phần tay kia đã đi lạc và một đám trẻ đã tóm được nó rồi nghịch ngợm Omnitrix. Ở Nervoid, Ben đã may mắn được biến thành Big Chill và Swampfire nhờ sự liên kết với cánh tay ở bên ngoài. Sau khi biến được thành Jay-Chay, Ben bỏ chạy cùng lúc tay của anh chàng bám theo Julie. Không có cách nào khác, Julie đành phải đem theo cái tay đó tới chỗ Gwen và Kevin để cùng tìm hiểu. Một lúc sau, Sander đã tìm đến chỗ họ để cướp lấy cái tay. Trong lúc Gwen câu giờ, Julie đã sử dụng Omnitrix và biến cái tay thành Diamond Head để phản công. Cùng lúc này, Ben vẫn lang thang trong Nervoid để tìm lối ra. Sau một hồi tranh cướp, Sander đã bắt Julie làm con tin, buộc Gwen phải giao Omnitrix cho hắn. May mắn thay, phát minh của Kevin đã kịp thời hoàn thiện và cậu ấy đã dùng nó để đưa Ben trở lại. Sau một hồi chiến đấu, Ben, Gwen và Kevin đã đánh bại được Sander và lấy đi vũ khí của hắn. Julie cùng Kevin và Gwen, bằng vũ khí của Sander, đã giúp Ben lắp lại cánh tay bị mất và tống cổ gã thợ săn kia vào Nervoid.
Trong lúc nhóm của Ben đang đi cắm trại cùng ông Max, một gã hybrid bị mắc kẹt đã kích hoạt vũ khí bí mật với mục đích phá hủy trái đất. Ông Max ngay sau đó đã trở nên kỳ lạ và bị mất kiểm soát. Sáng hôm sau, ông lái chiếc xe Rust Bucket tới chỗ những người bị kiểm soát khác và họ đã bị gã hybrid nhốt vào trong một nhà giam tế bào. Một lúc sau, Ben, Gwen và Kevin cũng tìm tới nơi. Khi Ben định giải cứu ông nội bằng Spider-Monkey, gã hybrid kia đã xuất hiện và tấn công họ. Mặc dù nhóm của Ben đã cố gắng giải thích rằng chiến tranh đã kết thúc, gã hybrid kia vẫn không nghe theo và ngay sau đó, một con quái vật khổng lồ đã được triệu hồi để hủy diệt trái đất. Dù cho đã cố gắng ngăn cản, con quái vật vẫn không chịu dừng bước. Không có cách nào khác, Ben đã tới tìm hybrid Supre Rennie để nhờ giúp đỡ. Sau khi Rennie thuyết phục được gã hybrid kia, nhóm của Ben nhanh chóng đuổi theo con quái vật và tiến vào bên trong nó. Ở đó, họ đã thành công giải cứu ông Max, đầu não của con quái vật, vừa kịp trước khi nó phá hủy nhà máy điện hạt nhân. Để hoàn toàn tiêu diệt con quái vật, gã hybrid đã chuộc tội bằng cách tự mình điều khiển nó và hy sinh. Cuối cùng, cả nhóm của Ben cùng ông Max và Rennie trở về. Trong lúc nhóm của Ben đang nghỉ ngơi ở bãi biển, một con quái vật đã tấn công, buộc họ phải chiến đấu để chống lại nó. Tuy nhiên, một vòng xoáy ma thuật đã xuất hiện và bắt đi con quái vật. Sự việc này đã khiến cho Gwen và Kevin cãi nhau, mà họ không hề biết rằng Jumpcaster đang theo dõi họ. Cô ta ngay sau đó đã cải trang và đến tìm Kevin để dụ dỗ anh chàng. Trong lúc Gwen đang nói chuyện với Ben về Kevin, anh ấy đã bị Jumpcaster thôi miên ở bãi biển. Theo lời ả, Kevin đã lái xe về và bắt đi Gwen. Trong lúc Ben chiến đấu với Kevin để ngăn cản cậu ta, bùa chú của Jumpcaster đã bị phá bỏ và Kevin trở về bình thường. Sau khi kể lại mọi thứ, nhóm của Ben đã nhanh chóng đi tìm Jumpcaster. Trong lúc Ben và Kevin xử lý con quái vật đá, Gwen một mình vào trong để chiến đấu với cô ta. Và sau một hồi chiến đấu, Jumpcaster đã đánh bại Gwen và bắt đầu hút lấy sức mạnh của cô nàng. Sau khi Jumpcaster rời đi, Ben và Kevin chạy vào trong để tìm Gwen. Gwen và Kevin sau đó đã cãi nhau một lần nữa và Gwen bỏ đi cùng với Ben. Để trục lỗi, Kevin đã đi tìm Jumpcaster và lừa cô ta đến chỗ Ben và Gwen. Phát hiện mình dính bẫy, Jumpcaster đã tức giận và phù phép, khiến cho một chiếc xe ô tô bị mất kiểm soát và Mr. Smoothie sống dậy. Trong lúc Kevin giữ chiếc xe, Ben biến thành Upchuck để chiến đấu với Mr. Smoothie. Gwen thì một lần nữa giao chiến với Jumpcaster. Lần này, Gwen đã sử dụng thần chú ngày trước có được từ Jumpcaster để lấy lại sức mạnh từ cô ta và tống cả cô lẫn ả người đá của cô vào trong vòng xoáy phép thuật. Cuối cùng, sau khi nói chuyện với Ben, Kevin đã biết được Gwen vẫn luôn tìm cách chữa trị cho mình. Điều này đã khiến anh chàng vô cùng hối hận về hành động của mình trước đó. Ở bên ngoài vũ trụ, Vilcax đã tấn công một chiến hạm và giải thoát cho ZSK khỏi nhà giam của Plumber. Cùng lúc đó, nhóm của Ben đang dừng chân ở một sân golf và bị tấn công bởi một đám sâu axit. Sau khi xử lý được nó, cả ba đã chứng kiến Vilcax lao từ trên trời xuống và cầu cứu sự giúp đỡ. Vilcax đã nói rằng ZSK đã tấn công quê nhà của mình và biến tất cả mọi người dân thành Eternal Rye. Nhóm của Ben đang chấp nhận giúp Vilcax giải cứu hành tinh Vilcaxia. Vừa đến nơi, họ đã phải chiến đấu với các Eternal Rye. Chứng kiến Vilcax bảo vệ một cô bé, Ben và Gwen đã tin rằng ông ta đã trở nên tốt hơn. Sau khi xử lý xong xuôi, nhóm của Ben đã đi theo Vilcax đến nơi trú ẩn của ZSK. Khi hắn tấn công Vilcax, Ben đã chặn lại và đồng thời có lại DNA của Ghost Freak. Tuy nhiên, ZSK đã nhanh chóng kiểm soát lại cậu và tấn công Gwen cùng Kevin. Sau khi biết ZSK và Ben đã hợp làm một, Vilcax phấn khích vì nghĩ rằng mình có thể kết liễu cả hai kẻ thù cùng một lúc. Dĩ nhiên, Gwen và Kevin đã nhanh chóng cản hắn, nhưng không được bao lâu. Vilcax và ZSK một lần nữa chiến đấu với nhau. Để đánh bại kẻ thù, Vilcax đã sử dụng ánh sáng để làm suy yếu hắn ta. Cùng lúc đó, Ben trở lại và hoàn toàn khống chế được ZSK vào trong Omnitrix. Cuối cùng, nhóm của Ben lên đường trở về trái đất, còn Vilcax thì đã biết được điểm yếu của Omnitrix và lên kế hoạch để tiêu diệt Ben. Tại một nhà kho nọ, Kevin đã tìm thấy Darkstar và chiến đấu với hắn. Tuy nhiên, cậu nhanh chóng bị đánh bại. Darkstar sau đó đề nghị hợp tác với Kevin để cả hai có thể lấy lại được trạng thái bình thường của mình. Sáng hôm sau, do không liên lạc được với Kevin, Ben đã biến thành J-Tray để đưa Gwen đi làm nhiệm vụ. Cùng lúc đó, Kevin và Darkstar đã tìm tới một ngôi đền kỳ lạ và lấy được cổ vật Dominus Librium. Cả hai sau đó đã sử dụng nó và trở về bình thường. Tuy nhiên, họ đã mất đi sức mạnh của mình. Tối đó, Kevin trở về nhà để gặp Ben và Gwen, rồi đưa họ tới căn cứ của The Forever Night. Sau khi đánh bại được các kỵ sĩ, Gwen lúc này đã bắt đầu nghi ngờ Kevin hơn và tự mình tìm tới chỗ của Darkstar để do thám. Hắn ta với sức mạnh của Dominus Librium đã trở nên áp đảo so với Gwen. Cùng lúc này ở nhà của Ben, Kevin đã kể về thỏa thuận của mình với Darkstar cho Ben. Biết rằng Gwen đang gặp nguy hiểm, cả hai đã nhanh chóng tới căn cứ của hắn và trông thấy Gwen đang bị hút đi sức mạnh. Ben đã biến thành Swampfire để chiến đấu nhưng cũng bị hắn ta hấp thụ năng lượng. Để giải cứu đồng đội, Kevin đã lao tới để phá hủy Dominus Librium trên ngực Darkstar, biến cả anh lẫn hắn trở về hình dạng biến dị. Cuối cùng thì Darkstar đã bỏ trốn,
còn Ben, Gwen và Kevin đã cùng nhau đi tới Mr. Smoothie. Mấy ngày sau, Ben, Gwen và Kevin đã cùng nhau lần theo dấu vết của một công nghệ ngoài hành tinh kỳ bí. Nhờ sức mạnh của Gwen, họ đã tìm thấy nó trong một con hẻm vắng người. Chiếc hộp đã biến thành một phiên bản robot của Ben và Kevin khi họ tiếp cận nó. Để tìm hiểu, nhóm của Ben đã khiêu chiến với nó và hiểu thêm về khả năng bắt chước của thiết bị này. Một lúc sau, hai anh em Freddo đã đến và cướp đi chiếc hộp. Trở về chỗ Mr. Smoothie, trong lúc nhóm của Ben đang thảo luận, Octagon và Rhomboid đã trở lại để trả lại chiếc hộp. Tuy nhiên, chưa kịp hành động thì chiếc hộp đã biến thành Humongousaur với cặp đại bác tấn công thành phố. Nó thậm chí còn có thể hợp nhất nhiều alien của Ben để chiến đấu. Để ngăn cản nó, Ben đã biến thành Lost Star và cùng Gwen với Kevin tấn công. Sau một hồi chật vật, Lost Star đã tách được con quái vật ra để Gwen lấy đi lõi của nó. Một lúc sau, một người ngoài hành tinh nữa sau đó đã tới để lấy lại chiếc hộp từ chỗ họ. Trong lúc nhóm của Ben đang chuẩn bị để tới bãi biển, một cặp đôi đến từ hành tinh Lewoda đã xuất hiện và nhờ Ben giúp họ đưa thái tử Tiffin tới chỗ kẻ thù của họ là Pentophate để làm biểu tượng hòa bình. Trong lúc đang di chuyển tới chỗ Pentophate, Omnitrix của Ben bỗng dưng gặp trục trặc và biến cậu thành một người ngoài hành tinh mới là Raph. Sau khi khống chế được Raph, Gwen và Kevin đã giải thích cho cậu về alien mới này. Cả nhóm sau đó đã tới một nhà hàng và gặp lại Ajit. Hắn ta đã gọi cho hai anh em nhà Freddo và nói với họ về Tiffin. Octagon cùng Rhomboid sau đó cũng đã có mặt ở đó với ý định bắt cóp Tiffin. Họ thậm chí còn treo thưởng để những khách hàng đang có mặt ở đó hỗ trợ. Không có cách nào khác, nhóm của Ben đành phải chiến đấu để bảo vệ Tiffin. May mắn thay, họ đã thành công bảo vệ cậu nhóc. Tuy nhiên thì sự an toàn chẳng kéo dài được bao lâu khi phi thuyền của nhóm Ben lại tiếp tục bị tấn công bởi Incursion. Tuy nhiên, Raph đã tấn công tàu của Incursion để đe dọa. Để sửa chữa phi thuyền, nhóm của Ben đã hạ cánh xuống hành tinh Tiden 9 và vô tình đụng độ kẻ địch tiếp theo chính là Vulcanus. Dĩ nhiên, hắn ta cũng nhanh chóng thất bại và nhóm của Ben lại tiếp tục lên đường. Chẳng mấy chốc, họ đã đến được hành tinh Pentophate. Khi trao được Tiffin cho vua Jared, hắn ta đã ngay lập tức nuốt sống cậu bé, khiến cho Raph vô cùng phẫn nộ. Bằng tất cả sức mạnh, Raph đã nhảy thẳng vào miệng của Jared và cứu Tiffin ra ngoài. Sau khi Raph đe dọa hắn ta, Tiffin đã được trở về với cha mẹ cậu, còn Raph thì cũng trở về thành Ben. Tại hành tinh Vilcaxia, Vilcax đang chuẩn bị cho kế hoạch báo thù của mình. Cùng lúc đó, ở trái đất, nhóm của Ben đang chiến đấu với một người máy là Tekkaden. Omnitrix bỗng dưng gặp trục trặc, khiến Ben không thể biến hình và thông báo trở về trạng thái Primus. Một lúc sau, một vụ nổ đã xảy ra kéo cả Ben, Gwen và Kevin tới một thế giới khác. Ở đó, họ đã phải đối đầu với các Volaticus Biopsis và bám theo dòng nước màu xanh lục tới thượng nguồn của nó. Sau khi vào được bên trong, cả ba phát hiện Vilcax đang chiến đấu với Humongousaur. Humongousaur sau đó đã bị đánh bại và trở về thành Asmus. Để giúp đỡ ông, Gwen và Kevin đã lao vào tấn công Vilcax, nhưng cả ba đã nhanh chóng bị hạ. Vilcax lấy được Omnitrix từ chỗ Asmus, tuy nhiên thì nó lại không hoạt động, nên hắn đành phải tạm thời nhốt tất cả họ lại. Sau khi Asmus kể lại tất cả mọi thứ cho nhóm của Ben, Vilcax cũng trở lại và Ben đề nghị giúp hắn sử dụng Omnitrix. Tuy nhiên khi hắn ta biến thành Goop, Ben đã nhanh chóng cướp lấy thiết bị trên đầu và vô hiệu hóa hắn, lấy lại Omnitrix. Ben sau đó biến thành Cannonbot để chiến đấu với Vilcax. Vô tình, cậu đã đẩy Vilcax xuống dòng Cardin và cường hóa sức mạnh cho hắn. Để đối phó với Vilcax khổng lồ, Ben đã biến thành Quebic để chiến đấu và đánh bại hắn ta. Cuối cùng thì nhóm của Ben trở về và Asmus cho phép Ben được rời đi với Omnitrix. Mấy ngày sau, Gwen đã sử dụng trang phục của Lucky Girl để đột nhập vào thư viện của Hex và lấy đi cuốn sách phép thuật Akamada. Sáng hôm sau, ngay khi trở về nhà, Gwen đã ngay lập tức bắt tay vào việc thực hiện thần chú trong cuốn sách. Tuy nhiên, giáo sư Paradox đã xuất hiện và ngăn cản Gwen. Dĩ nhiên, Gwen đã không nghe theo và tiếp tục thực hiện thần chú, quay ngược thời gian trở về thời điểm trước khi Kevin bị vụ nổ từ Omnitrix biến đổi. Sau khi Gwen trở lại, toàn bộ thế giới đã bị hủy diệt bởi Hex. Sau một hồi chạy trốn khỏi các quái vật đá, Gwen đã gặp lại giáo sư Paradox và hiểu được những gì đang xảy ra là do mình đã can thiệp vào dòng thời gian. Ngay sau đó, giáo sư Paradox đã dẫn Gwen đi theo dõi Jumpcaster và cô nàng quyết định sẽ phải chiến đấu với Ata. Sau khi đánh bại được Jumpcaster, Gwen lẻn vào thư viện và gặp được Hex. Nhận thấy tình huống không thuận lợi với mình, Gwen đã đào thoát xuống tầng hầm và cứu được Ben. Hai anh em sau đó đã chiến đấu với Jumpcaster và Hex và giành được cuốn sách thần chú. Để sửa lại mọi thứ, Gwen lại một lần nữa du hành thời gian để ngăn cản bản thân mình và mọi chuyện đã trở lại như ban đầu. Một tối nọ, sau khi Kevin lái xe đưa Ben đang bị cảm lạnh tới Mr. Smoothie, họ đã gặp Tejax và anh ta đã yêu cầu Ben giao lại Chromastone cho mình. Sau khi cưỡng chế Ben biến thành Diamond Head, Tejax đã phá vỡ lớp vỏ của cậu và để lộ ra một Crystal Sapien đang ở bên trong. Sau khi Crystal Sapien kia rời đi, Tejax đã giải thích lại mọi chuyện cho nhóm của Ben. Và tất cả những gì anh ta vừa làm là để hồi sinh lại hành tinh của mình. Ngay sau đó, Vilcax đã tấn công họ.
Trong lúc nhóm của Ben và Tejas chiến đấu với hắn ta, Crystal Sabian bên ngoài không gian đang bắt đầu hồi sinh lại hành tinh Petropia. Ngay sau khi được biết sự việc này, Vilkas đã lập tức rời đi. Nhóm của Ben cũng lên tàu của Tejas để đuổi theo sau. Crystal Sabian sau khi hoàn thành việc tái tạo đã bị Vilkas tấn công và rút đi sức mạnh. May mắn thay, chút năng lượng cuối cùng của anh ta đã đủ để Tejas có thể hồi sinh hành tinh của mình. Cuối cùng thì Tejas đưa nhóm của Ben trở về trái đất, còn Vilkas có vẻ như đã bị lây cảm lạnh từ Ben. Tại căn cứ của các Young Plumber, họ đã nhận được thông báo từ ông Max về việc Human Gasol của Ben tấn công mình. Ngay sau đó, các Young Plumber đã tìm tới nơi xảy ra sự cố và bị tấn công bởi Ben. Trận chiến giữa họ và Ben kia diễn ra vô cùng khốc liệt. Helen, Manny, Pierce và Ellen hoàn toàn yếu thế trước các alien của Ben. Tuy nhiên, nhờ sự phối hợp ăn ý, họ đã đẩy được cậu ra ngoài không gian và tiếp tục tìm ông Max. Tuy nhiên thì một sự cố đã xảy ra khiến cho các Plumber trẻ không còn cách nào khác mà phải chọn hy sinh bản thân cùng trạm vũ trụ. Ngay khi họ đang dần mất đi hy vọng, ông Max cùng Ben trở lại và ngưng lại mọi thứ. Hóa ra đây chỉ là một bài kiểm tra dành cho họ và Helen, Manny, Pierce cùng Ellen đã đủ điều kiện để được đào tạo chính thức ở Học viện Plumber. Trong The Void, một tù nhân tên Ragnarok đã trốn thoát khỏi Incursion và tới được trái đất. Cùng lúc đó, Ben, Gwen và Kevin đang chiến đấu với The Forever Knight. Sau khi đánh bại được các kỵ sĩ, Kevin đưa cả đội về nhà của mình và phát hiện ra nơi này đã bị đột nhập. Sau khi tìm thấy mẹ, Kevin đã kể cho bà nghe về Ragnarok. Sáng hôm sau, do không tìm thấy thông tin về Ragnarok từ chỗ Ben, Kevin đã tức giận bỏ đi và Ben cùng Gwen đã quyết định sẽ giúp đỡ cậu. Hai anh em tìm tới chỗ ông Max và được ông kể cho nghe về Devin, một Plumber đã hy sinh dưới tay của Ragnarok và ông cũng chính là cha của Kevin. Biết được Kevin sẽ đi trả thù Ragnarok, Ben cùng Gwen lập tức đuổi theo cậu tới chỗ Ragnarok, vừa kịp lúc Kevin đang gặp nguy hiểm. Ragnarok sau đó đã bỏ đi, và để tìm lại chiếc chìa khóa mà hắn đang nhắm đến, Gwen đã lục lại ký ức của Kevin và phát hiện nó đang ở nhà của cậu. Ngay khi họ tìm thấy chiếc chìa khóa, Ragnarok đã xuất hiện và cướp đi nó. Nhóm của Ben đã nhanh chóng đuổi theo hắn bằng món đồ mà Gwen lấy được. Tuy nhiên, Kevin đã lừa Ben và Gwen để gửi họ về trái đất, còn cậu một mình ở lại để trả thù. Con tàu của Ragnarok sau đó đã bị Kevin phá hủy. May mắn là Kevin đã bình yên trở về với Gwen và Ben. Trên hành tinh Galvan Prime, Myax đã thông báo cho Asmus về vụ đột nhập của Albedo. Cậu ta đã lấy đi chiếc lõi Antimatrix chưa hoàn chỉnh từ chỗ Asmus và sửa chữa lại để cùng hợp tác với Vilkas. Cùng lúc đó, Gwen và Kevin đã đi giải cứu Ben khỏi tay thợ săn tiền thưởng Krab. Sau khi mọi người trở về trái đất an toàn, Kevin đã đụng độ với Albedo và bị hắn ta đánh bại. Một lúc sau, Gwen từ nhà Julie trở về đã phát hiện xe của Kevin gặp tai nạn. Cô cũng nhanh chóng bị Albedo tấn công và bắt về căn cứ của mình. Ngay sau đó, Albedo đã biến thành Spider-Man Key và tấn công ông Max trong chiếc xe Rust Bucket. May mắn thay, ông đã kịp chạy trốn và đến tìm Ben để thông báo mọi chuyện. Albedo cũng nhanh chóng gửi tin nhắn cho họ thông qua màn hình TV. Để giải cứu Gwen và Kevin, Ben đã đi tới điểm hẹn của Albedo. Ở đây, cậu đã biến thành Human Gasol và được chứng kiến Albedo sử dụng Antimatrix để biến thành Ultimate Human Gasol với sức mạnh vượt trội. Ngay khi Albedo chuẩn bị đánh bại Ben, Vilkas cùng đội quân máy của hắn đã xuất hiện và yêu cầu Ben trả lại chiếc Omnitrix cho hắn để đổi lấy sự an toàn của Gwen và Kevin. Ngay sau khi Vilkas có được Omnitrix, ông Max đã kịp thời tới nơi để hỗ trợ các cháu. Với cuốn sách phép thuật từ ông nội, Gwen nhanh chóng đưa mọi người rời khỏi đó. Sau đó, Vilkas cũng đã lật mặt và phản bội Albedo bằng đội quân Human Gasol của mình. Trên chiếc Rust Bucket, Ben cảm thấy vô cùng tự trách vì đã để mất Omnitrix. Trong lúc bỏ chạy vào rừng, cậu đã cầu cứu sự giúp đỡ từ Asmus. Asmus ngay sau đó đã tới nói chuyện với Ben. Cuộc trò chuyện này đã giúp Ben có được một kế hoạch để đánh bại Vilkas. Cậu quay lại chiếc RV và cùng Gwen, Kevin và ông Max dịch chuyển lên phi thuyền của hắn ta. Trong lúc Vilkas mải phô trương sức mạnh mình có được từ Omnitrix, Ben đã kích hoạt chế độ tự hủy của Omnitrix thông qua giọng nói. Vụ nổ do Omnitrix gây ra đã đánh văng Vilkas, đồng thời giải phóng Kevin khỏi hình dạng biến dị. Tuy nhiên, bốn ông cháu vẫn cần phải đánh bại Vilkas. Trong lúc ông nội, Gwen và Kevin chiến đấu, Ben đã giải phóng Albedo, kích hoạt chế độ tự hủy của Antimatrix và buộc hắn ta phải trao Antimatrix cho mình. Sau khi có được Antimatrix, sau đó Ben đã biến thành Swampfire để chiến đấu với Vilkas, tạo cơ hội cho ông Max và Gwen tìm cách ngăn cản phi thuyền va chạm với Bellwood. Nhờ cơ chế tiến hóa, Ben đã sử dụng Ultimate Swampfire và đánh bại được Vilkas. Chiếc Chimedon Hammer của Vilkas sau đó cũng phát nổ dưới đại dương cùng với hắn ta. Ba ông cháu nhà Tennyson được đoàn tụ với nhau với sự góp mặt của anh chàng Kevin. Và như vậy, đó là tất cả những gì đã diễn ra trong Ben 10 Alien Force. Các cậu có suy nghĩ gì về phần phim này? Đừng quên cho chúng tôi biết những cảm nhận ở phần bình luận bên dưới nhé. Còn bây giờ thì Way to Where out.